Khu B. Hình như khu này đấy. Ở trên kia kìa. Anh em ạ, nhà sắn kìa. Đúng rồi. Đâu, lấy được, có thấy kia đâu. Hả? Cô chụp cái ảnh kìa, cái tảng đá đi. Về đây. Dạ. Kêu cứu cô ấy ra chỗ tảng đá kìa. Cái tảng đá có chứng kìa. Đây đẹp. Đi. Đấy, cô quay đi. Cô quay đi. Ơ, cái rúa làm đây à, rúa. Rúa với ấy à? Rúa không? Không phải rúa chứ. Nhưng nó dân tộc mình nhìn nó xinh nhỉ? Vâng, xinh lắm, nhiều đứa xinh lắm mà. Đấy, và quay từ đây vòng này. Ừ. Giới thiệu. Đây là khu B của làng văn hóa dân tộc Mông, cộng đồng người dân tộc Mông ở xã Bà Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Đây, đây là cái mốc, cột mốc để người ta ghi đến đây chụp ảnh. Làng văn hóa dân tộc Mông. Đấy, bác vào thẳng để chụp ảnh chụp. Lấy cục đá kìa. Đây là khu B. Đây là khu B. Đấy. Khu B. Và còn lúc nãy là khu A. Hồn Tây. Làng dân tộc Mông. Bả Vi. Bả Vi Mèo Vạc. Đấy, một. Đấy, nhà đẹp lắm. Tường rêu, tường đá, mái ngói âm dương. Đây là phục vụ khách du lịch. Nếu có nhu cầu ăn và tại đây, ngủ tại đây, người ta sẽ làm hết trọn gói luôn. Ừ. Đấy, đẹp lắm. Nhà kia là toàn bằng gỗ. Vâng, đẹp lắm. Rất đẹp, nhà nào cũng đẹp. Khách du lịch đến đây rất là đông. Mọi người hãy đến đây để ủng hộ cho làng văn hóa dân tộc Mông nha. Xã Quảng Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang nhá. Là một địa điểm tham quan cho khách du lịch trong nước và ngoài nước. Có những nét đẹp truyền thống của người Mông, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. À, thế là Mèo Vạc là cách xa tận 170 cây, 165 cây mà vẫn thuộc tỉnh Hà Giang. Hà Giang lớn nhỉ? Hà Giang có 10 gồm 10 huyện và 1 thị. Đây là thành phố, 10 huyện thị. Gọi lên nói chuyện vào mông với con bà. Nó đi là mình sai à, hài ấy thì mê mê đó mà. Gì á? Dì Chầu Lóc Sùng. Ờ, 84 tuổi. Dì có hài lùng mông nữa nhỉ? Cầm ấy cho cô quay lại. À, đây là túp bò của cô gió. Túp bò cô gió. Dì ơi. Đây là bà dân tộc Mông nhé cả nhà. Túp bò cô gió đấy. Túp bò cô gió mà lò ni mà mù xa. Nhẹ nhẹ lo ni. Nhẹ chị bao hài lù cho chi à? Chị bao à? À, nhẹ chị bao hài á. Đây là túp bò cô gió. À, đấy nhẹ lâu lâu mà nhẹ rông rông mà. Nhẹ lâu lâu mà nhẹ rông ấy, rông ấy. Mà mình chạy hài tiền đấy. Nhẹ lâu lâu mới cầu rót tan. Nhìn lâu lâu mà nhìn rông rông đấy. Cho bà mười lâu nhìn thật tổn nhỉ. Mà nhìn mà mi này cho bà mười. Chị dùa nào? Dùa mà, pu mà. À, để mua nó thà mà. Thà, cho xanh mình thà. Đấy, nỉa nhá. Sao xinh nỉa nhá. Nỉa mũ hoa lự nhá. Đấy, cô giáo giỏi người tiếng Mông đấy. Nỉa, quay với bà. Bà người Mông. Tám mấy? 86 tuổi. 84 tuổi. Đang đi trồng ngô, uao lự. Đấy, mà cu mà lị lị mà túp bò vẫn là uao lự đấy. Cô nhau nhau. Cô nhau nhau mèo bạc kìa. Nhau nhau mèo bạc. Đấy nhá, tương nỉa nhá. Thất xanh má. Thất xanh má. Thất xanh chứ, thất xanh má.
Chỗ này là cái người ta chỉ cái đường đi. Chỉ đường đi từng khu một. Từng khu một. Đây còn một khu C nữa nhưng mà mệt quá không thôi, sang được. Khu C nó cũng giống thế thôi. Thế thôi. Ui cái cổng này là gỗ thiệt đây này. Trời ơi gỗ thiệt nhá. Đây này, không phải gỗ ấy đâu. Nó lứt đây này.